lựa chọn phương án đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai. Bất động sản công nghiệp tăng trưởng ổn định. Mặt bằng giá sau thắt van tín dụng chung và dài hạn. Kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến việc Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 6 sẽ khai mạc ngày 23 tháng 10 tới. Sẽ lựa chọn phương án nào về thời điểm chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc đối với các bất động sản hình thành trong tương lai. Đây là một trong các nội dung của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và các đối tượng chịu tác động theo quy định của luật này. Và mới đây, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trên cơ sở góp ý, ý kiến của Ủy ban Kinh tế thuộc Quốc hội, Bộ Xây dựng đã rà soát tổng hợp các nội dung liên quan đến vấn đề đặt cọc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai và xin ý kiến Chính phủ với hai phương án. Phương án 1, có xu hướng cho phép đầu tư nhận tiền đặt cọc sớm từ khách hàng. Phương án 2 là chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy định. Theo đó, các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc lựa chọn phương án tối ưu để hạn chế rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi mua những bất động sản hình thành trong tương lai. Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vào kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Sau thời gian dài tắc nghẽn về nguồn vốn, bước vào tháng 10 năm 2023, thị trường bất động sản trở nên lạc quan hơn khi các doanh nghiệp bất động sản đua nhau thông báo phát hành thành công các lô trái phiếu hay thành công trong việc gọi vốn từ các quỹ và nhà đầu tư cá nhân. Gần đây, loạt doanh nghiệp bất động sản rầm rộ phát hành trái phiếu như công ty cổ phần Hưng Thịnh Icon, công ty cổ phần phát triển Bà Rịa Vũng Tàu, BKMX IDC, tập đoàn CEO. Cùng với đó, các doanh nghiệp còn nhắm tới các quỹ ngoại để huy động vốn, đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Namland công bố đang làm việc với nhiều tổ chức nước ngoài để đề xuất tài trợ cấu trúc tài chính và tiếp tục phát triển dự án, hay Namland đã gửi hồ sơ đề nghị vay cho MBGI để tái cấu trúc tài chính và phát triển dự án. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang ấm dần lên. Giữa tình thế thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn do sức mua yếu hiện nay, thì việc được tiếp cận nguồn vốn phát hành trái phiếu, vốn tín dụng là chiếc phao cứu sinh đối với doanh nghiệp bất động sản. Với quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam chiếm 11% GDP, vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với khu vực chiếm 30% đến 40% GDP, nên còn rất nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường rất cần một khung pháp lý hoàn thiện đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch, bền vững, tránh đi vào vết xe đổ thời gian qua, khiến niềm tin từ nhà đầu tư giảm sút. Chính phủ cần sớm điều chỉnh các thông tư liên quan cho phép các tổ chức tín dụng đầu tư nhiều hơn vào trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo an toàn đối với trái phiếu doanh nghiệp và cho vay góp vốn, tài trợ, chuyển nhượng dự án. Cùng với đó, có hướng dẫn nhất quán về việc đổi trái phiếu lấy bất động sản để tránh xung đột, tranh chấp sau này. Theo thống kê, sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự tăng trưởng sản lượng công nghiệp liên tiếp 4 tháng và là phân khúc có tốc độ tăng nhanh nhất. Tại các khu công nghiệp trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy cao trên 80%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã thu hút được các nhà đầu tư lớn, trong đó phải kể đến Singapore với 25% tổng số vốn đầu tư trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Có thể thấy, bất chấp những khó khăn toàn cầu, bất động sản công nghiệp ở Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định nhờ các lợi thế từ nguồn nhân công lớn, chi phí lao động cạnh tranh cùng những chính sách ưu đãi của chính phủ. Thưa quý vị, sau thời gian dài sốt nóng, giao dịch đất nền ven thành phố và vùng phụ cận ghi nhận thấp và đà giảm giá trên thị trường thứ cấp chưa dừng lại. Theo báo cáo từ DKRA Việt Nam cho thấy, quý 3, thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận 6 dự án đất nền mở bán với nguồn cung khoảng 271 nền, nhưng tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 25%, khoảng 68 nền. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận tăng 1-3% so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng ở các giao dịch thứ cấp mua đi bán lại, giá tiếp tục giảm trung bình 8-12% so với đầu năm. Giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm, giảm giá sâu và hoàn thiện hạ tầng pháp lý. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tín dụng dành cho đầu tư bất động sản vẫn chưa nhiều. Lãi suất đang giảm dần, nhưng tốc độ giảm cần 3-4 quý để có thể trở về mức lãi suất năm 2021.
đặc biệt là tâm lý thị trường còn thấp với các phân khúc bất động sản thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực. Do đó, đất nền sẽ phục hồi chậm so với loại hình khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định phê duyệt bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 thửa đất biệt thự thuộc khu tái định cư phía Đông Hồ, trung tâm phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa với mức giá khởi điểm là 10 tỷ đồng. Trong đó, thửa đất có giá bán đấu giá khởi điểm thấp nhất là hơn 788 triệu đồng và thửa đất có giá bán khởi điểm cao nhất là hơn 1,2 tỷ đồng. Thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 292,1 m2, thửa đất có diện tích lớn nhất là 453,2 m2. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang chuẩn bị hồ sơ các thửa đất đấu giá, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Đã hơn nửa tháng kể từ ngày ngân hàng tiếp tục giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ 34% xuống 30%. Khi van tín dụng bị thắt chặt hơn, sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bất động sản cũng như giá bán hàng hóa bất động sản ra sao. Chương trình hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục phân tích chủ đề vì sao giá nhà tăng cao dưới góc độ các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải trông chờ nguồn vốn tín dụng chung và dài hạn trong bối cảnh thực hiện quy định mới. Mặc dù đã có nhiều chỉ đạo từ phía chính phủ về việc ưu tiên thu xếp vốn cho bất động sản, thế nhưng việc tiếp cận vay vốn của doanh nghiệp bất động sản vẫn vô cùng khó khăn, kể cả với các dự án khả thi. Nay lại thêm việc thắt van tín dụng thông qua việc giảm tỷ lệ cho vay chung và dài hạn từ 34% xuống 30%. Câu chuyện tín dụng gỡ mãi, tưởng đã tháo van nhưng rốt cuộc lại thắt chặt hơn. Theo Nghị quyết 18 NQTU, điều kiện phía các ngân hàng đưa ra là dự án phải xong tiền sử dụng đất, đã có sổ đỏ và phải có giấy phép xây dựng. Nhưng để ra được giấy phép xây dựng phải mất mấy năm. Mà nếu đã có giấy phép xây dựng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể huy động vốn từ khách hàng, đâu cần phải vay ngân hàng. Với quy trình hiện nay, do tình trạng pháp lý khó khăn, thì việc những cái quy định về tiếp cận vốn nó sẽ khó hơn, bởi vì pháp lý gần như không đứng im. Chúng tôi kiến nghị rằng trong ngắn hạn, ngân hàng cần điều chỉnh điều kiện cho vay linh hoạt theo từng giai đoạn. Như dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thể được phép tiếp cận vốn vay. Hiện nay, sau những khó khăn quá lớn, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tìm cách bán tài sản để duy trì sự tồn tại. Công ty cổ phần đầu tư LGG phải chuyển nhượng hai dự án trị giá 1.000 tỷ để có dòng tiền trả nợ trái phiếu, ngân hàng cũng như phát triển dự án khác. Cũng trong tình cảnh bán tài sản để cơ cấu dòng tiền là Hải Phát Invest, khi mới đây họ quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Hải Phát Hospital Realty Nha Trang với trị giá 176 tỷ đồng, tương ứng 78% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện như những gì mà LGG và Hải Phát đang làm. Hậu quả là gì? Khi không còn tài sản thế chấp thì lại không thể vay mượn. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến hầu như trên thị trường không có dự án mới. Theo CBRE, tổng nguồn cung mới lũy kế trong 9 tháng đầu năm nay vẫn giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét cả năm 2023, tổng nguồn cung mới dự kiến sẽ ghi nhận mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Cũng theo CBRE, việc nguồn cung khan hiếm, mức giá bán trung bình của các căn hộ chung cư mở bán trong quý 3 năm nay vẫn tiếp tục tăng cao ở mức 7% theo quý và tăng 14% theo năm, đạt 50,8 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Chúng ta không giải quyết dứt điểm, đấy chính là những cái mà chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý điểm thì các dự án vẫn tiếp tục nằm đợi, và như vậy nguồn cung thị trường tiếp tục khan hiếm. Nguồn cung tiếp tục khan hiếm thì rõ ràng nhu cầu không được thỏa mãn, thì như vậy kinh tế cũng không phát triển, mà người dân cũng khó lòng tiếp cận với nhà ở và giá cả của bất động sản cũng không thể giảm. Như vậy có hai tình huống khi không thể vay vốn tín dụng sẽ xảy ra. Một là bán tài sản để xoay sở. Hai là khi tập trung vốn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ thổi giá. Đây là hệ lụy rất xấu, gây cản trở tiến trình vực dậy thị trường bất động sản sau cơn bĩ cực. Một việc mà chính phủ đã rất dày công thực hiện trong thời gian qua. Chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản là việc cần thiết để lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Tuy nhiên, chính sách tín dụng cũng cần tính toán để tránh làm thị trường bất động sản đổ vỡ, gây nguy hiểm cho nền kinh tế. Nếu các ngân hàng tiếp tục thắt chặt cho vay, thì doanh nghiệp bất động sản và hàng loạt doanh nghiệp khác sẽ lâm vào tình trạng khó khăn vì không có nguồn vốn để hoạt động. Giá nhà đất có thể leo thang và cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân sẽ giảm.
Khủng hoảng bất động sản vào cuối những năm 1980 ở Hàn Quốc vô cùng nghiêm trọng vì giá nhà đất ở mức quá cao, khiến tăng trưởng kinh tế bị giảm và phúc lợi của người dân bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách Hàn Quốc xử lý cuộc khủng hoảng này. Tại Hàn Quốc, giá nhà đất đã tăng cao, khiến riêng tiền lãi có được từ việc tăng giá nhà đất năm 1989 đã nhiều hơn 35% tổng thu nhập của tất cả người lao động đô thị kiếm được trong năm đó. Chính quyền Hàn Quốc lúc ấy nhận thấy, nếu không giải quyết đúng đắn thì không chỉ làm xáo trộn nền kinh tế chính trị mà còn cản trở phát triển kinh tế. Chính phủ đã đề ra các biện pháp nhằm giảm đáng kể những lợi nhuận tạo ra từ đầu cơ bất động sản. Hàng loạt chính sách từ đây cũng thực thi như phạt những hộ giữ đất quá nhiều hay giữ đất mà không có nhu cầu sử dụng thông qua việc tăng thuế đối với hoạt động bán đất. Chính phủ đưa ra thuế sở hữu đất toàn diện với các bậc lũy tiến rất cao. Theo đó, gia tăng gánh nặng thuế lên người sở hữu đất quy mô lớn. Cùng lúc, những người để đất nhàn rỗi cũng bị đánh thuế để tránh đầu cơ. Chính phủ Hàn Quốc cũng quy định mức trần diện tích đất đối với thổ cư đô thị cho từng hộ gia đình. Điều này buộc các chủ đất phải sang nhượng đất dư thừa, bởi sắc thuế đánh lên đất dư thừa ở mức 11% giá trị đất. Ngoài ra còn có lệ phí đầu tư đánh vào đất phát sinh lợi nhuận nhờ có đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Chính phủ Hàn Quốc cũng cấm triệt để tình trạng tư nhân tự ý thương lượng với người dân để mua lại đất xây dựng các công trình nhà ở, cơ sở thương mại để lập dự án kinh doanh bất động sản. Tình trạng khủng hoảng về đầu cơ đất sau đó đã được dẹp bỏ, nhưng hậu quả về giá đất tăng và giá nhà tăng ở Hàn Quốc thì vẫn còn kéo dài đến rất nhiều năm sau đó. Điều này cho thấy việc buông lỏng quản lý thị trường nhà đất và bất động sản chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả hết sức nặng nề. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!